À, những người bạn ở đây được thưởng thức ca khúc này, xin mời thầy và xin mời Triệu. Spy Night năm 2016 thì em muốn hỏi thầy là cái xuất phát của cái bài Lá Thư Thăm thầy, thầy có thể nói cái nguồn gốc mà thầy sáng tác bài này. Dạ xin mời thầy. Bài Lá Thư Thăm thầy thì viết là năm 1999. Khi đó thì mình bị bệnh sốt rét, nằm bệnh viện Long Khánh. Thì các học trò thứ 4 đi thăm. Rồi số đó thì có một em nó không đi thăm được. Nó biết một cái lá thư rất là cảm động. Thì tôi mới gom cái ý đó lại, viết ra bài hát này. Em nói giờ cũng 50 mấy tuổi rồi. Cảm ơn thầy. Tình thương tình thiếu cho em, đường xa nên không đến thăm thầy. Buồn tràn giấy em viết thư này, để lòng em mến thương vô cùng. Như dáng cao gầy và đôi mắt trời sao, thì giờ lên ơ nói em đêm và cùng biết bao của thầy. Bên yên buổi chiều nào cùng em vun cao một lời ca hát. Có những tháng ngày trở xa vắng thầy, người thấy thương thầy mà thêm ý thầy. Cố gắng chăm học và cố gắng chăm học. Okay.